và dứt điểm đầu tiên khá nguy hiểm. Đó là cơ hội thuộc về cầu thủ U23 Myanmar. Người đã dứt điểm ở trong tình huống rồi đó là Aung Winasue. Cú dứt điểm bằng chân trái. Và pha bóng không tốt, rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì cầu thủ U23 Việt Nam đã phải đón nhận bàn thua. Pha băng ra rất kịp thời của Văn Toàn để làm hẹp góc sút. Pha dứt điểm của Luyến Ma Ung, người đã có được hai bàn thắng, hai trận trước anh đều ghi bàn. Hoàng Đức sẽ đá quả phạt này. Pha xử lý chính xác của thủ môn Biafio Thu. Đình hình nhất nhất, cơ hội dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Vẫn còn, không thể có cú dứt điểm. Các cầu thủ bên phía U23 Myanmar vừa rồi đã áp sát rất nhanh. Và Nhâm Mạnh Dũng mặc dù rất cố gắng để có thể vượt qua, tuy nhiên đội bạn đã kịp thời cản pháo bóng ngay trước khi số 17 của U23 Việt Nam kịp thời tung ra cú dứt điểm. Lúc này thì U23 Myanmar đang cố gắng lùi sâu đội hình và tổ chức chơi phòng ngự một cách chắc chắn kín kẽ. Cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Quảng Trọng không được. Lại là một tình huống mà đội bạn chơi lăn xả. Lý Công Hoành là người đã băng vào dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha này. Trước đó thì có vẻ như pha đi bóng của Lương Xuân đã đưa bóng chạm tay một cầu thủ áo trắng trong khu vực 16-50. Đánh cầu. Bóng vẫn trong cuộc. Dứt điểm. Không vào. Đội tuyển Việt Nam đã không chiến thắng được thủ môn Biafio Thu. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo ra được nhiều sự đột biến. Lý Công Hoàng Anh. Dành cho đội bóng áo trắng. Cú đá thẳng. Bóng lập bập. Văn Toàn phải mất tới 2 nhịp mới có thể kiểm soát được tình hình. Cú đá của số 8 bên phía U23 Myanmar không phải là quá mạnh, quá hiểm hóc, nhưng bóng đi lập bập và khiến cho Văn Toàn không thể nào bắt dính bóng ở nhịp đầu tiên. Đường chuyền của mình cũng đến. Lê Văn Đô. Dứt điểm. Đội Việt Nam đã tạo được một sức ép tốt. Chúng ta đã thay hai cầu thủ để mong muốn có một thế trận tốt hơn. Hoàng Đức đã có một cơ hội không tồi. Trước mặt có một số cầu thủ, tuy nhiên cơ bản là cơ hội tốt. Hoàng Đức vẫn là Hoàng Đức, rất quyết tâm đi bóng và đã giúp cho U23 Việt Nam có được một quả đá phạt ngay trước khu vực 16-50. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Hoàng Đức. Đức đã quyết tâm đi bóng và khiến đội bạn phải phạm lỗi. Khá thoáng, Lê Văn Đô. Rất dẻo, chân trái. Không được. Dứt điểm bằng chân trái của Lê Văn Đô vẫn đưa bóng đi hơi nhẹ. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của số 7 bên phía U23 Việt Nam. Phá rất nguy hiểm. Dứt điểm. Rất may là cú đá nhẹ. Mọi chuyện nằm trong sự kiểm soát của thủ môn Văn Toàn. Pha dứt điểm của cầu thủ và xe người Hen Tết Aung. Hoàng Đức. Không vào. Hoàng Đức dứt điểm trong một tư thế rất khó. Đường chuyền của Hoàng Đức. Văn Đô.
dứt điểm. Vào! Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng lại ghi bàn. Thế bế tắc đã được khai thông. Chúng ta đã rất nhọc nhằn. Văn Đô chuyền ngược lên. Đỗ Hùng Dũng nhìn một phía, dứt điểm một phía, rất tỉnh táo. Rất nhiều phương án đã được tạo ra. Quá hay. Một tình huống không hề đơn giản. Cú thả bóng với góc xa lạnh lùng, rất chính xác của Đỗ Hùng Dũng. Pha ghi bàn thứ hai của Hùng Dũng ở SEA Games lần này.